Ủa, em kể mỏi cả quay hàm mà sao chị Vân Trang có vẻ thờ ơ quá vậy? Sao? Em còn định gạt chị nữa hả? Em làm như chị không biết vậy đó. Trời ơi, gạt chị đi. Bây giờ chị sẽ đi mua ba khía trộn khế nè. Hoặc là giờ em muốn ăn thịt bò nấu canh khế không? Ý, đừng đừng. Em chỉ đùa cho vui thôi mà. Chứ lúc này rảnh rỗi có làm gì đâu. Buồn thế một. Rảnh rỗi quá thì mau giúp ta đi nào. Chào Dr. Khỏe. Ủa? Dr. Khỏe, bộ Dr. Khỏe đang luyện võ công Tôn Ngộ Không hả? Trời ơi, sao mà gái dữ vậy? Thôi, vô nhà. Ở đây một hồi ta quá thành kinh công luôn chứ Tôn Ngộ Không gì nữa. Kệ, hôm nay con giúp ta đi nha, ta chịu hết nổi rồi. Vân Trang nhắc nhở nghe. Trời ơi, bộ lâu rồi không tắm hay sao mà để ngứa ngái, gãi như vậy mất hình ảnh với khán giả hết à. Ây da, ta bị dẫn cho nên mới nổi mề đay chứ có phải là ta không chịu tắm đâu. Vậy để con giúp cho. Có được không vậy Khế? Em đừng có nói giúp Dr. Khỏe xong rồi em kéo Dr. Khỏe bay lên vũ trụ với em luôn nha. Hả? Sao lại đưa lại vũ trụ làm sao? Đây nè, Khế nói với Vân Trang, Khế á, là cái hành tinh màu vàng, kim tinh gì ở trên vũ trụ đó, rơi xuống trái đất, đậu lên cái cây, biến thành trái khế, ghê chưa? Cái đó là em buồn, em bị ra cho vui thôi, còn cái vụ giúp Dr. Khỏe, hết mề đay là thật đó nha. Khế nói vậy, có đúng thiệt không Dr. Khỏe? Đúng đó, cho nên ta mới tìm khế nè. Vì khế có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm và mát khuyết, cho nên giúp được những người bị dị ứng nổi mề đay lở loét rất là hay đó. Vậy bây giờ Dr. Khỏe làm gì để trị hết mề đay với em khế chua này? Ai mà bị nổi mề đay á thì dùng lá khế chừng 200g rửa sạch rồi vo nát. Tiếp theo là cho lá khế đã vo nát vô nồi đã có 2 lít nước rồi đun sôi. Khi nước nguội rồi dùng nước lá khế đun này để tắm. Sau vài ngày, triệu chứng ngứa ngáy, mẩn ngứa, nổi bề đay khó chịu sẽ biến mất. Không làm cách đó thì dùng một nắm lá khế đem rửa sạch, cho vào chảo nóng đảo đều tay đến khi lá quắt lại. Dùng lá khế sao nóng này đắp lên vị trí vùng da bị dị ứng, mẩn ngứa, nổi bề đay sẽ có tác dụng ngay nha chị Vân Trang. Nhưng mà Vân Trang và mọi người nhớ nha, lá khế vừa sao nóng xong nè, hãy để nguội bớt rồi đắp lên da. Nếu không nóng quá sẽ bị bỏng gây nhiễm trùng, lúc đó từ nhẹ thành nặng hơn thì khổ. Wow, hay quá ha. Phải rồi, hèn chi Vân Trang thấy dạo này người ta hay bán những dung dịch tắm được chiết xuất từ lá khế nữa đó. Người ta nghiên cứu lấy lá khế chiết xuất ra thành dung dịch để tắm với các trường hợp bị viêm da đó Vân Trang. Bởi em đến từ kim tinh nên từ đầu đến chân đều tốt như vàng mới mà chị không tin. Phải rồi, chị nghe mứt khế cũng ngon vậy lắm đó. Em mà nổ hoài đi, chị sẽ khèo em với đường cho em vàng ươm lên luôn chứ vàng mười gì nữa. Quý vị khán giả ơi, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe và các bạn trong khu vườn nhà của Dr. Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.